Xin chào các anh chị và các bạn nhé. Những cái ngày tháng cận Tết đây, lên thăm nhà vườn nhà em Hiền Lão Nông đây. Nào xuống vườn nào. Thế gốc của nó là gốc xuân cũ à? Ui, chơi cả trồng hai cây á. Đây, cơ bản cái vườn này thì giới thiệu các anh chị nhé. Ở khu này táo, ở trên này là Nam Mô xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhé. Cách chỗ nhà em hơn 10 cây số. Hơn 10 km các anh chị ạ. Đấy, lên trên này. Ui, làm chắc chắn nhỉ. Đâu cái cành kim đào đâu ạ? Vào trong đấy á. Gần chỗ trên này thì ô đây đấy, lá kim đào đấy. Đấy. À, cây nào cũng có một mầm gì? Đấy thì giới thiệu các bác là cái kim đào mật nhé, bởi vì hẹn hò với cả em Hiển cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mới trực tiếp vào cái vườn của em là sau hai cái dãy núi thật, đúng nằm giữa cái thung đất rất là đẹp nhé. Ủa cái lá nó to thế. Cái lá này ôi, là cái lá ngoại đấy, còn nếu như mà quả đấy. Quả này đã to. Chín chưa em? Nên cái lá chính của nó to lắm. Quả này chín chưa? Quả đấy chưa chín này. Chưa chín á? Thế này vẫn chưa chín á? Vâng, chưa chín. Ô, nhìn quả bóng mà to nhỉ. Thế này thì nếu mà nó chín nó to hơn đấy nhiều. Tin vào trong kia xem được. Quả nó đây. Đúng lứa của nó ấy, đúng lứa đầu của nó. Đây cái lá. Lá này là vẫn là bé. Vẫn là bé. Lá thì đặc tính của kim đào mật đó là bao giờ bị nhăn nhỉ. Đấy, nó đây. Do cái bản lá của nó rộng quá. Ừ, đây so bàn tay này. Do cái bản lá của nó quá rộng. Đúng rồi. Ô, em vừa phun nhện à? Nhện em không phun đâu, em toàn xịt nước. Xịt nước để cho rơi á. Xem nào. Trứng vẫn còn này em. Đấy, nó không ảnh hưởng gì, có nghĩa là em không quan tâm đến cái thằng nhện đó đâu. Thực tế là em chỉ xịt nước thôi. Xịt nước á? Được này. Thế là ở đây làm táo, làm ở đây là đây cái mầm của nó đây à? Đúng rồi, cái cành ghép. Đây cành ghép của nó toàn bộ từ đây. Đây. Cành ghép đây đúng không? Thế trên này cây này là có 3 cành kim đào mật và còn lại 2 cành xuân à? Cành xuân. Ừ nhỉ, kim đào nhìn lá. Ô nhưng mà sai quả lắm em ơi. Đây đây. Đúng lượng, nhiều quả mà. Lượng quả. Cái lượng quả của nó này là lứa cuối cùng. À thế. Cái này là lứa cuối cùng mình mới lấy được quả nó. Tức là lứa trước là không như không đậu quả. À, đậu nhưng không đậu à? Hầu như là nó không đậu ấy. Ừ này, lá đây. Cành lá thì nó rất là to nhé. Đây, để so luôn với lá xuân này các anh chị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đây lá đây, cành lá xuân đây. Đấy, lá táo xuân đây. Đây á, em bọc đấy á. Bọc này là để cũng là thử nghiệm. Cũng thử nghiệm à? Ở cái em chỉ động bọc cái kim đào đấy phải không? Em bọc kim đào đấy. Ôi chỗ này bọc cũng kỳ công lắm nhỉ. Bọc cái này cũng đơn giản thôi. Chính là em mua cái bóng bọc ổi đấy phải không? Bọc chỗ này được 1000 quả không? Cái này em bọc hơn 500 quả rồi. Hơn 500 quả. Bọc chơi thôi. Ừ. Thế này là từ gốc xuân này xong này em mới ghép sang giống kim đào. Đây, đây cái lá kim đào và cái quả kim đào thì được bọc đây. Chân của em làm thì làm lệch. Nếu như kim đào thì đã chín để bán chưa em? Kim đào bây giờ bắt đầu chấm chín. Chấm chín à? Ui xuân đẹp quá. Xuân chỗ này, xuân thì xuân xanh à? Không, xuân vàng đấy. Sao anh thì nhìn thấy tầm này ừ đúng rồi nó chưa chín không có xuân xanh ừ. Cái này là thường là em làm lịch mùa so với lại dưới thì khoảng 20 ngày cô chú để sau hơn thì phải nhỉ. Đấy, làm lịch vụ đúng rồi. Hôm nay thì đang còn, nếu như mà làm cùng vụ thì sợ đụng hàng hay làm phì nhiều táo đấy. Sợ đụng phì động táo. 21 tháng 1 anh chị nhé, 21 tháng 1 2021 đây. Nói chung là thị trường nó ra thì bây giờ đâu chỗ cũng người mua người bán mà. Táo của hàng của em Hiển này thì chỉ đi shop ấy, hàng chuẩn 40.000 một cân này. Ôi cái lượng quả em bọc ở ấy nhưng mà lượng ngoài còn nhiều lắm Hiển ạ. Vâng, cái này là gọi là mình để cái bọc chỉ là thử nghiệm thôi. Bọc thử nghiệm thôi. Làm là chưa phải mình. Ở đây thì còn lại là xuân nhỉ. Còn xuân là nhiều. Toàn xuân thôi. Bên trong này có những quả như là những cái lứa đầu nó chín đấy này. Lứa đầu những quả chín của nó cũng nhìn dáng quả nó cực kỳ to luôn. Nước ở đâu mà sao lại có nước ở rãnh này hả em? Nước em ở khe ra. Khe ra? Ô thế thì để vườn thích quá nhỉ. Này thì chủ động nguồn nước. Đầu của nó chuẩn bị chín, nó chuẩn bị lên màu này. Đâu anh nhìn. Quả mà nó chuẩn bị lên màu. Chú thử cho anh thử ăn thử một quả xem nào, quả nào chú thử chọn. Để em xem quả nào chín. Đây. Đây quả này gần chín này các bác này. To lắm, bọc thì to thôi. Ừ, thử một quả xem là bởi vì muốn nhân giống cái kim đào mật này nhưng mà cơ bản là nhưng mà nó phải chín hẳn đấy. Đúng rồi, tức là phải biết vị của nó. Thì cơ bản là các anh chị ạ, muốn em muốn ghép cái giống ấy. Quả này là chắc là ăn tạm được. Đây. À? Đây. Xem. Ui.
Các bác nhìn thấy nó khủng khiếp không? Nó quá to và nó rất là vàng. So với Đài Loan thì nó giống, cũng giống như quả Đài Loan, nhưng cảm thấy cầm nó nặng tay hơn nhỉ. Quả này phải 2 lạng. Lạng 7, lạng 8 đến 2 lạng một quả này. Đấy thì giới thiệu và chia sẻ với các bạn cái giống mới. Cái giống này thực ra là không mới, nhưng mà trồng ở đất Lục Ngạn mình là mới các anh chị ạ. Và cũng em Hiển là cũng là thử nghiệm đầu ấy, thì em bảo gần có kinh nghiệm, nhưng mà Nó cũng sai rất nhiều, nhưng mà nó là sai như sau. Còn lúc đầu mình chưa hiểu cái nguyên tắc đào quả của nó. Đấy, cơ bản là phải trồng rồi thì mới nắm được mình kinh nghiệm. Thử nghiệm đấy. Mình có cái hiểu được cái điểm, những cái nhược điểm của nó, cái điểm mạnh, điểm yếu, rồi cái lợi, gọi là cái hạn chế của nó. Ô, gốc của nó cũng, gốc của nó thì tựa như là gốc táo xuân nhỉ. Như táo đài. Như đúng rồi, nhìn thấy cái này đen đen nó hơi giống táo, thì đúng là táo đài, nhưng mà phần dưới này cũng lên khỏe này. Có nghĩa là mình để cái cành xuân, xuân nó chú để chú để cành xuân này nhỉ. Cành xuân nó khỏe hơn. Ui, nhưng mà lượng anh cảm thấy chỗ kia em vẫn để quả nhiều quá hay sao? Cái này có vặt đâu, này. Không vặt à? Để nguyên cái riêng cái kim đảm mật là em không bỏ quả nào. Gọi là thử nghiệm thôi mà. Có dao đây không? Em có dao. Em không có dao. Không dao. Rồi quả này thì hứa với các bác là không, quả này hứa là không không cắn được bởi vì to quá. Để muốn có dao để bổ ra thành miếng. Được rồi. Đấy thì hôm nay vào vườn em Hiển vừa thăm vườn táo và vừa gọi là giới thiệu anh chị một cái giống mới nhé. Và hai nó là ngọt đấy, mới này cái này là cái quả này là cái quả gần như là nó không được dáng quả, nó không được đẹp. Còn có những cái không. Quả như cái quả này này nhưng mà lại không tháo. Giờ tháo ra là nó rơi. Nó tháo ra rơi. Thôi thôi không sao. Đây những cái dáng quả của nó là dáng nó đẹp hơn nhỉ. Không phải là như quả này thì quả này nó hơi méo méo nhỉ. Nó hơi dị dạng. Đúng rồi. Đấy thì đây là một cái giống táo Đài Loan, gọi là kim đào mật rồi tuyết mật. Đấy thì cái anh chị dạng quả nó khác. Cái quả lá nó có giống này không em? Lá nó có nhăn này không? Lá nó bé hơn à? Lá nó bé hơn, cành nó cũng thưa như này. Mà cái giống này có một cái nhược điểm quan trọng nhất của nó, nhược điểm yếu nhất của nó là thưa cành này. Thưa cành nhỉ? Lá to nó làm giảm cái khả năng thụ phấn đi. À thế à? Thế thì mình có phải tuốt lá đi không? Đấy, cái này là năm tới này em đang có cái kế hoạch là mình sẽ thử nghiệm cái phương pháp tuốt lá. Tuốt lá đi đúng không? Có là mình sẽ giảm đây. 1/3 lượng lá. Đây. Nó thụ phấn xong đâu vào đó hết đi. Đấy thì vừa làm là lúc ấy làm là cái lúc mà em làm ấy, cái lứa đầu tiên nó ra quả rất nhiều. Như là cái lứa mà bây giờ cái loại quả tơ đùng ở 2 lạng ấy. Rồi. Cái lứa đấy nó cực kỳ nhiều luôn, mà sau đó nó có một cái lứa dụng sinh lý. Đấy, có là mình điều tiết cái phân bón chăm sóc y như là cái phương pháp chăm sóc của táo Đài Loan cũ. Thì nó không mang lại hiệu quả. Còn cái Đài Loan cũ thì mình chăm theo cái kiểu là có nghĩa là mình cứ làm y hệt cái thằng Đài Loan cũ thì nó không có quả. Nó có quả xong nó dụng sinh lý hết. Dụng sinh lý như táo xuân luôn. Thế thì đấy, vừa làm vừa rút ra kinh nghiệm, nên là năm tới thì bỏ một vài năm nữa biết đâu là mình cũng lại ghép ghép thử để gửi anh em cái giống này. Cái giống này mà làm đạt ấy, như là mỗi quả mình tính bình quân là mỗi quả tầm 1.5 lạng. Một cây mình chỉ cần đặt khoảng độ 300 quả. 300 quả nhỉ. Đấy, một cây mình chỉ đã lấy khoảng 300 quả thôi. Thế thì là quá đạt rồi. Nếu 300 quả thì nó sẽ rơi vào tầm độ hơn 50 cân. 50 cân nhỉ. Mà mình cứ bán cái loại giá đỉnh cao. 50.000 cân nhỉ. Mình cứ bán giá đỉnh cao là tầm 40.000 thôi. 40.000 cân thì là mình cũng có 2 triệu cây. 2 triệu một cây. Nó quá đạt luôn. Đúng rồi. Đấy, tính ra là chỉ cần lấy 300 quả là đã 2 triệu một cây rồi nhỉ. Nếu mà như thế này mình cái này mà mỗi cây mình để 1.000 quả hơn. Chú để này là hơi 1.000 quả. Ôi như xuân của em đẹp nhỉ. Đây là xuân đi. Cái này nó chưa chín chín thì nó còn căng lên nữa. Cái này là xuân này em chưa chín. Sao xuân giáp Tết là chín, cái lứa này chín nhiều này. Xuân em cành cây của em đi tốt thật, lá to thế. Lá to nhỉ. Hay là nó đi cùng với cả đào mật để nó cũng cùng ra là cái lá như thế nhỉ. Xuân thì lá nó vẫn to, bên nào em xuân lá nó. Đây. Các anh chị nhìn này, những cây quả của nó chưa chín nhưng nó bự, nó rất là bự nhá, bự lắm. Đây, còn những quả nó to nó bự như thế này không? Quả mà không bọc. Đây, quả không bọc thì nó sẽ đẹp quả hơn em ạ, mã đẹp hơn. Bọc thì mã sẽ kém hơn tí đấy. Đúng không? Không vậy. Không. Anh thì bọc thường là thường. Bọc là em bọc từ, nếu mà bọc từ bé thì dáng quả nó sẽ đẹp hơn nhiều, nên mình bọc lớn thì không, bọc nhưng cái mã quả cơ mà. Cái mã quả thì bọc thì quả nó sẽ sạch hơn. Quả nó sạch và nó, nhưng mà nó sẽ không được vàng đẹp bằng đâu. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà nó kiểu gì kiểu. Nó bạch bạch. Đúng rồi, nó sẽ không được vàng tự nhiên. Nó sẽ bạch bạch. Đấy thì ăn thì cái độ nước nó sẽ nhiều hơn. Độ nhạt là nó cái độ đường của nó sẽ không bằng cái quả mà mình để ở ngoài. Rồi. Đúng rồi. Đấy thì đây là những cái cây gọi là kim đào mật nhé. Còn bên dưới là táo Đài Loan thông thường này các anh chị này. Đài Loan thông thường ở phía dưới này.
Đây, đây là xuân. Xuân, cành xuân này. Bởi vì là sợ nó không được ăn mà. Làm cái gì làm mình phải chắc chắn. Tức là gọi là đang thử nghiệm, vì em đang thử nghiệm nên là vẫn còn để cành xuân ở lại để thôi, kiểu gì kiểu vẫn có cái thu xuân. Còn kim đào mật này nó là thử nghiệm, nhưng mà phải nói là cũng là người đầu tiên dám nghĩ dám làm, và cũng thế này là mình thấy là cũng thành công rồi các bác nhé. Hy vọng là biết đâu rằng một năm tới là mình lại có cái giống ghép giống mới này để ghép được. Cái giống tuyết mật nữa. Ừ. Mới nghe nói là cái giống có độ ngọt đẳng cấp nhất. Thế em ăn thử tuyết mật chưa? Em ăn thử rồi. Thế như ở của vườn của em có cây nào đây không? Vườn em chưa có. Chưa có. Nhưng mà bạn em có rồi. À thế à? Đấy, đấy cũng là muốn thử những cái giống mới. Thực ra là cũng phải chia sẻ các anh chị là những giống mới là cần phải có kinh nghiệm làm. Bây giờ bên Đài Loan là họ gần như là 100% dòng tuyết mật. À thế à? Có một ít nhỏ nhỏ dòng kim đào mật thôi. Ừ. Thế là tuyết mật nó lại còn hay hơn cái này đúng không? Tuyết mật nó quả nó cũng tương đối to mà thì size to, nếu mà nó gọi là làm lấy chất lượng thì size của nó cũng thể lên đến 2 lạng quả. 2 lạng quả đúng không? Thế thì cũng phải tương đương loại này nhỉ. Nhưng khả năng là chất lượng vào chất lượng nó vượt trội hẳn. Nó sẽ vượt trội hơn đúng không? Vượt trội hẳn cả cái thanh mật của mình mà. Đây. Đây là cũ của mình là giống tên là thanh mật nhé. Ừ. Đây ví dụ như so cái lá Đài Loan à, đây, đây là một cái lá gọi là kim đào mật đây, và đây là cây Đài Loan cũ đây, cây đây Đài Loan cũ đây các bác. Nhìn lá nó có khác nhau gấp 3 lần, gấp 4 lần các bạn. 4 lần các bạn. Đấy, quả của Đài Loan cũ đây. Đấy thấy chưa? Thấy chưa? Quả nó cũng na ná giống nhau nhưng nó to hơn hẳn nhỉ. Nó bự hơn hẳn. Đấy. Nó trội hẳn. Trội hẳn nhỉ. Thế thì nếu như thế này cái tốc độ mà thu kim đào mật của em chỗ này cũng ra cũng phải hàng nghìn quả, nếu mà ít có nghĩa là tính mỗi cây ra, nếu mà để mỗi cây chắc cũng phải tầm nghìn quả. Ừ, phải nghìn hàng nghìn quả, mỗi cây hàng nghìn quả. Không ít đâu, nhưng không mà ít. Nó là cái lứa sau thôi. Thế thì muốn do ra lớp trước ấy thì mình lại phải có cái tác động, có kỹ thuật phải vào đấy có nhỉ. Cái kỹ thuật của nó. Còn không thì nó không giữ đấy được cái quả. Cái lượng quả xuân của em chỗ này cũng to thế. bán tí xuân nào chưa chỗ này? Em cũng mới bán. Ừ. Tí nhưng tỏ trên chỗ trên em này là táo chín muộn hơn dưới chỗ anh. Dưới chỗ anh như xuân bây giờ bán vãn hết rồi. Hết gần hết rồi. Ừ. Dưới anh giờ là vãn gần vãn hết. Ừ. Còn lại chủ yếu là táo sút ngọn, táo bi, còn táo xuân cơ bản vãn. Thế như trên đội em là sẽ ra sau hơn. Được cái đất này, các anh chị nhìn này. Đất ở phía trên là hai bên thung núi này. Đấy, thung núi rất là cao nên nó dồn đất này rất là đẹp, rất là tốt. Hai là các vườn của em hiện đều để cỏ tự nhiên nên là thấy xanh mát lắm. Toàn bộ là làm theo quy trình là thuận tự nhiên hết. Ờ, thuận tự nhiên đấy. Táo sạch. Những cái quả táo này của em là toàn bán shop theo tiêu chuẩn Việt Gáp ấy nhé. Mà sạch, bán vào shop uy tín. Đấy. Nói chung là thế là ok rồi. Cái này rất là phấn khởi và chúc mừng em Hiển. Những người đi đầu và làm táo cũng rất là ok nhé. Vừa giống mới hay là vừa kỹ thuật làm đài làm xuân cũng rất là được. Đấy thì xin cảm ơn các anh chị nhé. Còn thì, lát sẽ về hai anh em sẽ thử cái quả này tại nhà Hiển nhé. Quả này chưa dính kỹ lắm. Quả được. Này gọi là mới chưa dính kỹ nó phải bằng bóng lên vàng cũng sờ dính tay đi. Tức là sờ còn có cả mật ra tay đấy đúng không? À, dính tức là tay. Dính tay gọi là kim đào mật hoặc là có mật ở tay. Đấy. Cái thanh mật nó có. Ừ, mật, tất cả các giống mật đào mật Đài Loan nó đều dính tay hết rồi. Để đủ độ chín. Đúng rồi. Đấy thì tôi bảo là còn chưa chín kỹ. Sẽ có hy vọng là sẽ có một thời gian nào đấy lên để ăn được quả chín kỹ nhà Hiển sẽ ra sao. À, xin chào các anh chị nhé. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hy vọng các anh chị luôn đồng hành cùng với cả núi Đồi Lục Ngạn 98. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị thành công.